Nếu có những biểu hiện sau, rất có thể tuần hoàn não của bạn đang kém và cần cải thiện. Đau đầu ở mức độ nhẹ có thể chỉ là những cơn đau âm ỉ, có thể xuất hiện những cơn đau dữ dội, kéo dài từ đầu đến cả vùng mắt khiến cảm giác nặng đầu. Chất lượng giấc ngủ bị suy giảm, có thể mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu, thường bị dậy giữa chừng hoặc là thường xuyên gặp ác mộng. Ù tai, chóng mặt, hoa mắt khiến người bệnh mất thăng bằng và đặc biệt là nguy hiểm khi mới ngủ dậy hoặc đang tham gia giao thông. Trí nhớ và khả năng tư duy bị ảnh hưởng khiến cho người bệnh đãng trí, hay quên, khó tập trung, khó ghi nhớ. Theo nghiên cứu cho thấy, để cho não bộ có thể hoạt động được, nó cần phải cung cấp tới 20% lượng máu, 25% oxy và 25% lượng đường. Khi việc cung cấp máu từ tim lên não bị hạn chế sẽ khiến ảnh hưởng tới việc thực hiện chức năng của não. Cụ thể là khi lượng máu cung cấp cho não giảm thì sẽ khiến lượng oxy và dưỡng chất cũng giảm theo, não không thể hoạt động được như bình thường, gây ra nhiều tác động tới sức khỏe như vừa kể trên. Thậm chí có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng như là đột quỵ và tử vong.